Hello, xin chào quý khách quay lại với cửa hàng máy kính Thái Quang. Thì hôm nay bên Liêm mới làm xong cái cặp Jamie's Dry ha, vào cái gọng của Gucci, rất là đẹp nha. Cái lớp bán tím của Jamie's Dry rất là hiện rõ trong cái môi trường mà ánh sáng bình thường ha. Đó. Rất là đẹp. Mọi người coi lớp bán tím ha, rất là nổi bật. Thì cái combo này ráp vào cái gọng của Gucci rất là đẹp ha. Cái mã gọng là mọi người sẽ thấy nè, 1840 ha. Mọi người coi cái kính 11 ha, rất đẹp. Đây, quay cận cảnh cho mọi người xem nha. Đó, rất là bóng đẹp luôn. Đây, đây là mặt sau này, cực kỳ đẹp. Đó. Mọi người coi được cái những cái chi tiết vàng, ống rất là đẹp ở đây nha. Đấy, cái chấu thì rất là đẹp rồi. Mọi người coi ha, rất là chắc chắn, cực kỳ chắc chắn luôn. Mọi người coi năm chấu nè, cực kỳ chắc chắn ha. Cây cốt thép gọng vàng, họa tiết vàng rất là đẹp, ráp vào cái trong X-Dry chuyên đi đêm nha, để chống chói đèn xe. Cái này thì nó có cận và cận loạn luôn, đầy đủ ha. Thì cái gọng Gucci này thì nó cũng sẽ đi theo cái hộp gọng ha, gồm có cái hộp giấy bên ngoài và cái hộp dùng bên trong và khăn ha, đầy đủ. Ai sở hữu thì mọi người sẽ có thể từ từ tham khảo thêm. Cái kính của Jamie's Dry này rất là sáng bóng, và rất là tia tím, rất là đặc biệt ha. Nó chống được tia xanh đầy đủ ha, phản chiếu ánh sáng nè, rất là thông minh ha. Nó không cho ánh sáng tím đi qua nha, chùm tia nó cắt ngang luôn, chống tiêu UV cao. Đây là cái tính đặc điểm của Jamie's Dry nha, rất là đẹp. Đi ban ngày và ban đêm mà rất là thuận tiện. Rồi, Liêm xin giới thiệu xong về cái chồng này ha, và cái gọng Gucci Liêm ráp cho khách hàng. Rồi, Liêm xin chào bạn biệt quý khách nha.